Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiếng RDA. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với dự án Correct Network. Tham gia vào dự án này hôm nay thì bạn sẽ cần vào link kết nối mô tả video, sau đó các bạn sử dụng ví cho mình, dùng ví MetaMask nhé. Ta sẽ switch đến mạng Tenet, Correct Tenet. Các bạn chọn phần tạo một cái phần nickname, chúng ta vào join community, các bạn ký trên ví này. Bây giờ thì chúng ta sẽ ấn vào phần poll. Sau này thì bạn sẽ claim cho mình một số các cái token testnet. Để có T code thì mình chưa biết lấy đâu đây. Đây chúng ta sẽ ấn vào đây để claim ga. Ở đây có phần claim the ga này. Rồi, ở đây có poll rồi, mày gọi. Các bạn sẽ copy cái phần ga này sang gửi vào đây và người ta dùng ấn vào phần get t code nhé. Đừng có ấn vào get USDT, không có các bạn không có ga đâu. Rồi giờ thì các bạn sẽ cùng với mình, chúng ta sẽ claim một số các cái token testnet của dự án. Ví dụ các bạn claim cho mình USDT, ETH hay là Bitcoin hay là test Mimi các thứ, chúng ta claim hết cho mình. Cái này tiếp test Mimi này, cái này test Shiba, cái này tiếp test DOS, rồi cái này test Blue và cái này tiếp test Sol. Bây giờ chúng ta sẽ đến các bước, đó là trước tiên là chúng ta trade, sau đó chúng ta sẽ add new USDT. Và các bạn nên trade khoảng 12 lệnh nhé. Em sẽ trade từ test USD mà mình sẽ trade sang một số các con như con ETH. Sử dụng mình trade 10 USD trade sang test ETH. Các bạn cứ thế ta chơi thôi, chơi cho mình khoảng 12 lệnh với nhiều cặp coin dầu khác nhau nhé, để tăng cái lượng hash lên. Các thao tác mở contract này. Ở đây có lẽ là mình sẽ cắt ngắn cái phần video đi. Bởi vì là nếu như mình cứ chơi thì anh em xem nó cũng rất là mất thời gian xem. Vì các bước tiếp theo thì các bước chơi thì nó sẽ lặp lại nhau. Còn các bước tiếp theo chúng ta cứ thế chúng ta làm thôi. Đây bây giờ nó sẽ là phần swap này. Đấy, đây là hoàn thành một lệnh swap. Rồi sau khi ta swap xong này thì các bạn sẽ mở ra một cái cặp giao dịch khác. Ví dụ như các bạn mở ra cặp test Bitcoin, các bạn test Bitcoin các bạn chuyển sang Mimi chẳng hạn. Đấy. Rồi mình đã thực hiện xong lệnh swap, giờ mình sẽ đến phần add liquidity. Giờ mình sẽ add khoảng vài cặp. Đây, ví dụ mình add cặp này. Thế này đi, chọn độ trượt này. Quan trí là chúng ta phải có đủ tiền ở cả hai cặp trên và cặp dưới nhé. Nếu không có thì các bạn sẽ không add được. Rồi chúng ta cũng sẽ có những lệnh ủy quyền contract và các lệnh duyệt giới hạn. Sau đó chúng ta ấn vào xác nhận nhé. Các bạn chờ một chút thì mình làm xong hết các bước này. Rồi bây giờ sẽ là đến với lệnh giới hạn. Chúng ta sẽ duyệt tiếp với hạn mức của test ETH. Ok, đấy mình đã add được một cặp test USD nhé. Giờ mình các bạn thấy add thêm một vài cặp nữa, ví dụ cặp Bitcoin và cặp Mimi chẳng hạn. Độ trượt này.
Đây, tôi lấy hết cho anh em xem. Chúng ta có thể duyệt hạn mức tương tự như vậy, các bạn cứ vậy các bạn add nhé. Rồi sau khi xong phần này thì chúng ta sẽ sang phần earn nhé. Các bạn có phần farm và phần pool. Ở đây thì trong phần farm thì hiện tại không có, phần pool thì mình xem nó có token không. Cái này xong. Nói chung là trong phần earn này thì cũng đã kết thúc cái quá trình stake rồi. Ở đây, đây có đây, chơi anh em nhé. Chúng ta có thể farm. Đây là bull rồi. Xem lại farm rồi này. Stake NP chờ thì không có đâu, không được rồi. Nói chung các bạn swap càng nhiều càng tốt, nhưng mà phần trong cái phần pool và phần farm này thì hiện tại không có cặp nào để chúng ta farm, cũng không có con token nào để có thể ép pool. Thế bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phương pháp khác. Chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ ở đây. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần white knit luôn, còn phần kia lúc nào có chúng ta làm sau. White knit thì các bạn sẽ làm cái nhiệm vụ trong này rất dễ thôi. Mình sẽ chuyển sang mạng Polygon nhé. Rồi đây, chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ đầu tiên là follow đây. Rồi retweet bài đăng, ta mở ra chúng ta retweet nhé. Tiếp theo sẽ đến là join kênh Telegram chat. Các bạn sẽ ấn vào đi tên để ta mở ra chúng ta join Telegram nhé. Các bạn chọn bất kỳ một cái nào để chúng ta join được. Rồi tiếp theo chúng ta trở lại. Các bạn đến với phần Nay ở đây mình follow rồi, mình không follow lại nữa. Ta mở ra Nay bài đăng. Rồi mình đã Nay trước đó nhé. Rồi tiếp theo là chúng ta follow kênh dự án ở trên Hashi. Nay tiếp này, Nay retweet này. Nay retweet này. Rồi tiếp theo retweet này, cái bài retweet này cũng là bài đấy luôn này. Crotis chúng ta mở ra. Ta Crotis đăng này. Mình tiếp bài đăng này. Crotis này. Chúng mình cứ mở hết những cái bài ra cho nhanh nhé. Chứ còn nếu mà anh em chờ rất lâu. Đây. Chúng ta nhiệm vụ tester thôi, mấy cái white knit này là mấy cái trò này trẻ con thôi, dễ làm đúng không ạ. Rồi mấy nhiệm vụ cực kỳ dễ, dễ như ăn kẹo luôn. Đăng lại này, đăng ố Irenza, một nhân vật mà đã từng được cả tester của Aberland và hỏi giá bao nhiêu. Chúng ta okay, chúng ta xem vào bài đăng mới nhất nhé. Cái nhiệm vụ này bài đăng mới nhất, chúng ta like và ta retweet lại được rồi. Ok, cái này thì nói chung là cơ bản là xong hết rồi, các bạn có thể retweet lại trang. Lưu ý với anh em là đối với nhiệm vụ này, hoạt động này bắt đầu từ ngày 30 tháng 3 kết thúc vào ngày 27 giờ GMT cộng 7 5 giờ 5 17 17 22 hình như an rồi, an rồi, hoạt động này an rồi, xin lỗi anh em nhé, hoạt động an rồi. Rất tiếc chúng ta không thể làm hoạt động này nữa, chúng ta có thể bỏ hoạt động này luôn, hoạt động này bị an rồi, xin lỗi anh em. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tham gia vào chương trình Arup Testnet của dự án của Coast Network. Cảm ơn em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.